ngày 18 tháng 8, Đại hội Công đoàn tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Trong 5 năm nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tỉnh Long An đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phấn đấu hoàn thành và đạt vượt hầu hết 11 trên 11 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 10 Công đoàn tỉnh đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gợi mở 5 vấn đề để các đại biểu thảo luận, làm sâu sắc chủ đề, mục tiêu, nhiệm vụ tại nhiệm kỳ tới. Tôi gợi mở một số nội dung để các đồng chí quan tâm và thảo luận tiếp tục. Thứ nhất, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên và người lao động, coi đây là điểm then chốt thu hút tập hợp người lao động, quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách pháp luật, nhất là chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tăng cường kiểm tra giám sát việc chấp hành thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu về công nhân lao động để làm cơ sở cho việc nắm bắt, phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh, dự báo các biến động về việc làm, đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên và người lao động, thực hiện quyền đại diện cho người lao động tại tòa theo quy định của pháp luật, chú trọng làm tốt công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên người lao động thông qua việc phối hợp, việc thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, huy động các nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, đáp ứng nhu cầu thiết thực, chính đáng, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên và người lao động. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận và tiến hành bầu Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Long An lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.